gì vậy? Sao à? Lên đây đâu sao mấy con gì nhỏ vậy? Không leo lên này chơi. Ông ngoại ông nói, ông ngoại ông nói ông chịu không nổi kìa. Ông ngoại ông càng cái hình, cái hình ông ngoại càng ngày càng tươi thấy không? Trời ơi coi ông kéo mấy buôn lên rồi ông ngoại vui lắm rồi. Hồi nãy mấy buôn chưa hôn ngoại chỗ này ta. Chưa hôn chỗ này. Lên lên. Sáng vậy mua gì đó. Trời lao dữ ta. Làm khí thế luôn nha. Lao con chỗ nào? Nè 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 nè, nước con nào bên 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 nước con nào mới đây nghiêm trái kìa. Hỏi lại con bảy giúp lại mày nhớ vậy lại. Mới cứng giò chứ bún là biết sao như là có máu càng nhảy luôn nha, cầu mà có nhạc lên là nhảy rồi chị đúng không? Quang Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị ha. Quang Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị ha. Đây chị Hồng Đoan đến quý chú vậy ơi, đây nè đó. Ô, bữa nay xe của chị quá đặc biệt luôn ha. Ô, hello chị. Biết buồn nha. Hello chị. Chị lâu hay sao mà lại chữa ta? Lẹ vô. Lẹ vô vậy. Có cái buồn nữa nè. Trời ơi, vừa đi vừa nhảy luôn á chị. Biết cái điệu nhảy nó quay không? Điệu nhảy của ông Hải đó. Thấy nhảy hết trơn, trời quá trời luôn. Cái này khoan nhảy cái ra bên luôn. Ủa đi lên thăm ông ngoại hả? Đây, đây là người đàn ông quyền lực rồi. Hải luôn hả? Tên Hải ai cũng giàu cho em nhà ông trời ta. Em phải coi ăn ở lại hoặc là chưa tới. Chưa tới quá. Đây là người chồng biết bao nhiêu người phụ nữ mơ ước nè. Ông tao nghe nó kênh mấy cái tao nó lội cái tài đốt nhen nó rớt tàn nó chứ. Chị biết bà chị làm bên này là kiểu công việc gì chị do thì con là hôm qua thì lại số
chị Loan à, tối nay chị Loan mở là show hả chị Loan? Tối nay là MV phải không chị? Tối nay chị Loan mở là MV. Tối nay chị hồi hộp nè. 8 giờ đúng không anh? 8 giờ 30 hả? Chị Loan ơi, cái MV này chị có hát không chị? Đó, có. Tối nay chắc đợi coi quá. Nói cho bộ hỏi gì chứ, chứ biết chị. Gạo hũ gạo gì. MV rồi ha. Chút xíu nữa là có MV luôn. 6 giờ chiều để có một cái chương trình MV cái nước tiếng kẹt được rồi. Chào đón khán giả đang mới chào đón chương trình. Hôm nay khán giả chụp hình với chị Long quá chừng như vậy quý Ken nó Ken. Ken. Nó Ken. Lấy khăn lau mộ cho ông ngoại kìa. Chưa chưa để phụ mẹ ta đang phụ tích cực đó. À lắc gì hỉnh chứ bữa lúc chị cũng mấy ngày rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái dừa. Cái dừa tự nhiên nó bung nước hả? Bung nước hả? Ủa cái dừa gì vậy? Cái trái đóng gì rồi? Bung nước luôn, bung nước ra luôn. Bung nước ra luôn. Bây giờ trời bung nước ra luôn luôn. Ủa sao lại vậy trời? Hiện tượng lạ, hiện tượng lạ. Chính đâu anh bùn bắt nè. Tự nhiên nấu cua miệng coi gì lạ. Bây giờ thằng Long lên này đang mừng gì đó gì đâu. Đây là một cái hiện tượng đúng không? Đang là cho thấy cái này nãy giờ cũng chính hay gì đó. Mừng mừng. Nhảy bun Lao nhảy luôn cũng ngoại cái đây. Tới đây là quay lại. Còn thiếu cây rồi. Món cây của anh Quải ha. Món từ hôm làm răng là nhìn hơi bị đẹp đó nha. Có lẽ đằng sau mình cũng sắp cười cơ nào. Bỏ qua con cây cô ơi. À, đằng sau cũng đâu không? Nó chỉ là kẹt quá chị Lâm ơi. Chị Lâm này quá đẹp ơi. Nãy em mới thông báo rồi. càng nhiều càng tốt chị. Mấy anh quay gì không quay hầm răng không? Chị Lo lên quay hầm răng. Không như cũ rồi.
của chị đâu rồi, phải rồi đâu rồi, chị Mai chị gửi cho các anh YouTube của chị Châu, chị gửi chị Châu ở Mỹ á. Cái gì á? Gửi thuốc cảm ho sổ mũi gì nè. Dạ. Các anh ở đây trời chưa nắng đồ đó mà uống có mệt đó thiệt. Anh đi bên ơi, anh đại diện anh đây lãnh này, anh đi bên ơi. Anh quay gần lớn tuổi à. Dì Minh ơi. Đâu rồi Dì Minh? Ai ai cũng được à, anh cầm đi luôn. Rồi đây là chia mấy anh em chia nhau giùm em nha. Rồi rồi chị đợi chị Châu bên nước ngoài gọi. Hôm nay bánh kẹo mà em gửi chút cho chút đỉnh mấy anh ăn. Cảm ơn chị Loan chạy. Cảm ơn chị Loan, chị Châu nha. Châu á. Chị Châu ở Mỹ hả chị? À, chị Châu ở Mỹ. Cháu. Cháu hả? Nay chị sẽ lo 16 giờ chị không lo sẽ ra ăn quy á chị. Cho ba vậy, cái mẹ nè. Hả? Mâm cơm cúng rồi còn năm nè. Không ngoại nữa đó. Có gì không chị? Gửi anh cây dầu. Gửi gửi cho chị đó đi. Từ từ, từ từ. Cái gì? Khoan, ăn cái gì quên rồi. Lấy vàng, lấy vàng. Khoan, từ từ, từ, ra bộ ngoại rồi. Chị cho chờ chút xíu đi. Muốn lâu bộ ngoại hả? Cũng cơm rồi lên rồi la bộ ngoại lên nhảy vừa nhảy vừa lao luôn mấy cái em đang chờ đợi mấy nha. Quá trời luôn. Làm gì nhanh vậy? Kêu nó là lên đông hình này nó không dám lên mộ luôn. Lao đi. Để cho em lao, để cho em lao luôn. Chị Long tối nay mấy giờ mới phát hành chị Long? Ghi ở trong đó 18 giờ. 16 giờ hả? Ờ 18 giờ. 16 giờ. Hôm nay là 18 giờ sẽ có quy đầu tiên. Lao sao đâu? Lao vậy hả? Không luôn. Mình làm đại bây giờ rồi, nhắc nữa của mình làm đi. Đợi sao miếng con gì nhỏ vậy? Ông ngoại ông nói ông kiểu nổi kìa. Ông ngoại ông càng cái hình ông ngoại càng ngày càng tươi thấy không?
Trời ơi coi ổng cái mới buôn lên rồi ông ngoại vui lắm rồi. Hồi nãy mới buôn chưa hôm ngoại chỗ này ta. Chưa hôm chỗ này. Lên lên. Sáng vậy buôn chưa. Ờ mới buôn. Trời lao dữ ta. Làm khí thế luôn nha. Lao con chỗ nào? Chưa? Nè 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 nè, nước con nào? Bên. Bên. Bên, nước con nào mới đây. Nhìn trái kìa. Hỏi lại con đẩy giúp lại. Mày đẩy giúp lại mới cứng giò chứ. Buông là biết sao nhưng là có máu cần nhảy luôn nha, cầu mà có nhạc lên làm nhảy thì nhạc là nhảy à. Nhạc là nhảy đó. Uống miếng nước rồi nhảy coi. Nhảy ơi. Nhảy đi. Nhảy cái nước xuống không? Nhảy cho nước xuống đi. Ta đang chăm chú rồi. Nhảy được nữa đâu. Lấy giấy nữa hả? Lau nữa hả? Nãy giờ lau chưa xong hả? Nhảy đi kìa lau. Nhảy chút xíu à. Nhảy thành đúng rồi. Tiêu. Đúng rồi. Đầu tay. Có cái dĩ nào không? Nó không giao cầm tôi thử mấy cái này đem vô. Ủa là mình có cái gì mà nói có Giai ơi, lấy cái dĩa vàng cho người chơi hai. Mọi người nói luôn đó là như vậy. Ngoại nhận kìa. Nói ngoại không? Lách đầu. Cái này phải ông ngoại buôn không ta? Buôn. Phải không? Dạ. Tối thì không, chắc không. Không, để đây không chút. Không, 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 có bảo vệ. Không, 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 Ngang nha. Không phải không? Trần ngang hả Ken? Lui thôi. Ông ngoại có ôm con không? Con thương ngoại nhất đúng không? Trời, con ở trên nhà ông ngoại có cái tượng đẹp không buôn tượng bằng vàng luôn kìa. Wow, quá có phong tượng đó không? Hả? Cho đấu nhang cho ngoại cho đấu nhang cho ngoại không? Cái buôn tương dẻo không? Đó, chị ơi. Qua cái. Qua hướng này nè. Hướng này ngay mặt luôn. Ôi, chú chị ơi.